Xin chào mọi người, hôm nay Vũ Anh sẽ giới thiệu đến toàn thể mọi người một chiếc đồng hồ Polzot Tổng thống President với dạng oval. Đây là một cái dạng rất là đặc biệt và cũng được khá nhiều các bạn yêu thích và săn lùng. Đấy. Chiếc đồng hồ này sở hữu cái bộ vỏ thép mạ vàng cao cấp với cái size tương đương của khoảng tầm 41. Đấy. Đây là một trong những cái chiếc đồng hồ rất là được mọi người rất là yêu thích bởi cái thiết kế của nó ở phía giữa này. Thiết kế oval và mặt trong của nó là có một cái ô hình chữ nhật xếp chéo cực kỳ là đẹp và cá tính, đồng thời ở vị trí 6 giờ là ô lịch, cái lịch này là lịch lọc mọi người nhé, và ở vị trí 12 giờ đó là hình đại bàng hai đầu quốc huy của nước Nga. Đấy, mặt sau của em nó thì là cũng được dập nổi quốc huy của Nga, hình đại bàng hai đầu, đồng thời với cái mã số. Cái này thì còn cái ni lông bảo vệ này. Những chiếc đồng hồ của anh giới thiệu đến toàn mọi người là mới nguyên 100% đầy đủ sổ hộp và bảo hành 1 năm chính hãng, giá thì luôn là rẻ nhất thị trường. Xin cảm ơn toàn thể mọi người. Chiếc đồng hồ này thì sở hữu cái kính khoáng chống nước 3 tm.